Thưa quý vị, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, chiều nay ngày 12 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra, khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng trên địa bàn, đã khảo sát dự án tuyến đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và nghe báo cáo đề xuất về dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của thành phố Cần Thơ. Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương, quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hơn 188 km với 4 dự án thành phần đi qua 4 tỉnh. Khảo sát hiện trường thi công, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của 4 địa phương, Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan trong triển khai dự án, cảm ơn người dân đã nhường nơi ở, sinh kế để dự án có mặt bằng triển khai thi công. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục gặp gỡ, đối thoại với những hộ dân chưa di rời, tuyên truyền vận động người dân về lợi ích chung của dự án đối với đất nước, vùng, địa phương và với mỗi người dân, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 5, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương trong vùng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thành thủ tục để triển khai các mỏ, bao gồm cát biển, giải quyết xong trong tháng 5 các vấn đề về mỏ nguyên vật liệu cho dự án. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, chủ đầu tư, nhà thầu, các kỹ sư, công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực tổ chức thi công trên tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3K4 kíp, làm việc cả ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết, qua đó giải ngân nhanh, lấy lại tiến độ đã chậm trong năm nay và tăng tốc trong năm tới, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, không thông thầu, bán thầu.